Mắm tép ốp màu thực phẩm hay cái gì đây mà đỏ ao, nhìn thấy ghê không có dám ăn. Lò mắm cô Nhiều xin chào cả nhà. Thì xin giới thiệu với cả nhà, đây là mắm tép biển bên lò mắm cô Nhiều ha. Được làm từ con tép biển là tép thiên nhiên, tép tự nhiên cho mình. Và cả nhà ơi, phơi chỉ cần phơi chừng 10 cái nắng thôi là nó tự đỏ lên rồi, không có phải bỏ màu thực phẩm đâu nha cả nhà. Mình cái cách để mà mình nhận biết một cái loại mắm mà có màu thực phẩm hay không á, mình nhìn cái vỏ giúp em. Cái vỏ của tép nó màu đỏ nhưng mà cái thịt tép nó màu trắng, tức là màu tự nhiên, nó chín đỏ tự nhiên giống như cái con tép mà mình luộc lên nó đỏ gì đó cả nhà, chứ không phải là sử dụng màu thực phẩm ha. Mình thiếu cái gì cũng được nhưng mà thiếu hiểu biết một cái là mình sẽ hiểu lầm, hiểu sai đó. Thành ra bây giờ em giải thích cho mình được biết luôn là cái này là màu tự nhiên của con tép, khi mà nó được ủ chín thành mắm, được phơi đủ ngày chín thành mắm rồi thì nó sẽ lên cái màu đỏ tự nhiên như thế này. Và cái con tép bên em làm là con tép biển nha cả nhà, cô Nhiều làm cho mình là cái con tép biển đó, gọi là mắm tép biển. Lúc trước thì em đặt cái tên là mắm tép bạc, cả nhà mình hay lấn cấn, nói là ủ con này là con tép biển mà sao lại kêu là con tép. Thì đó, thì bây giờ em cho nó về đúng cái tên của nó là con mắm tép biển luôn ha cả nhà. Mắm tép biển cô Nhiều rất là ngon, thịt rất là chắc luôn. Nói chung cái gì là từ thiên nhiên, từ tự nhiên nó đều ngon hết trơn cả nhà ơi. Cả nhà mình chưa dùng thử thì mình mua thử một ký mình về mình dùng thử ha.